Vương Kiến Ngọc Thạch mến chào quý cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị mình một ngày thật nhiều sức khỏe luôn ha. Rồi hôm nay em lên 15 phôi 15 mã số phôi hồng ngọc mai giao lưu với quý cô chú anh chị ha. Hồng ngọc mai thì cây hôm nay đã sống khỏe hết rồi ha. Rồi cái này em bán đồng giá luôn ha quý cô chú anh chị. Đó, bao ship bao sống luôn nha. Rồi đó, em bán đồng giá là 200.000 một cặp ha quý cô chú anh chị. 200.000 cặp. Rồi, em bắt đầu từ cặp số 1 ha. Đây, chiều cao thì tầm cỡ 22-24 cm nha. Rồi đây là cặp số 1 nha. Đây, cái gốc nó thì hoành lớn hơn ngón tay mình ha. Đây. Cây thì nó bung mầm mạnh khỏe rồi ha anh chị. Rồi cặp số 1 200.000 nha. Rồi đây cặp số 2 ha anh chị. Này, cao hơn một gang em ha. Cây này thì khoảng 18 sen ha. Rồi cặp số 2. Lúc đi thì cây nó đang lên mầm, lúc đi em gói nhiều khi nó có bị dập một hai ngọn, anh chị mình thông cảm giùm nha. Rồi cặp số 2. Rồi đây là cặp số 3 luôn nha. Cặp số 3. Cái này thì dáng cao nè, tông này cao hả anh chị, có 24 sen nha. Cái này thì dáng bay nè. Này ha. Cây này chắc ra rễ cũng mạnh lắm rồi đó anh chị. Rồi cặp số 3. Rồi đây là cặp số 4 luôn ha. Chiều cao cũng 20. Cây này khoảng 18 hả anh chị. Cái này quái nè. Cái này về chừng một tháng nữa anh chị mình vô dây chỉnh sửa được hả anh chị. Rồi cặp số 4. Giá cũng là 200.000 một cặp ha. Bao ship cho anh chị mình luôn nha. Đây là cặp số 5. Cây này rễ nó ra tới dưới đáy bầu rồi nè anh chị. Cặp này có cây này to nè ha. Em chỉ lấy ngẫu nhiên đại thôi ha. Đây. Rồi cặp số 5 ha. Rồi tiếp tục là cặp số 6 luôn anh chị. Cây này 20 nè. Cây này cao như vậy cũng cỡ 20 ha. Nó có cái cành bay rớt hay cành bay nữa cô chú anh chị. Rồi cặp số 6. Cặp số 7 luôn ha. Cao này, cây này được 22 sen, cây này được cũng được 22 nữa ha. Cặp số 7. Và đây là cặp số 8 ha. Em xem comment này. Gốc thì nó tương tự na ná nhau hết ha. Cái hoành cũng na ná nhau. Tại lô này là chung một lô hết anh chị. Rồi cặp số 8. Đây là cặp số 9. Cây thì bung mầm mạnh khỏe hết rồi ha. Cây này tháng hơn nữa mà mình có hoa chơi rồi nè anh chị. Rồi số 9. Rồi đây là số 10 luôn ha. Cây này quấn quất rất là quái nè. Này anh chị mình không thích cao thì mình có thể mình cắt lùng lại cũng được anh chị. Rồi mấy cái rễ này nó vẫn sống hết ha. Cắt ngang đây mình cầm cái này xuống rồi mấy cái rễ này ra được mấy cây nữa anh chị. Rồi cặp số 10 nha. Giá cũng đều là 200.000 một cặp hết ha anh chị. Rồi tiếp tục là cặp số 11 luôn ha. Cây này cao khá nè, 24 sen nè ha. Cây này cao khoảng 20. Rồi cây số cặp số 11.
Rồi, đây là cặp 12 luôn nha. Có một dáng quái ha. Anh chị mình không thích cao mình cắt lùng, nhưng mà dày cao mình đánh cành rớt xuống nó vẫn đẹp anh chị. Đây ha, mình lắc xuống đây ha. Rồi cặp số 12. Đây là cặp số 13 luôn ha. Tất cả đều đồng giá là 200 ngàn một cặp luôn ha anh chị. Cặp 13. Cặp số 14. Cây này cái nhánh cái cành của cây này ra có 20 sen luôn rồi nè ha. Vài ngày nữa là anh chị mình vô dây chỉnh sửa được rồi. Đây là cặp số 15 luôn ha. Đây, cặp 15. Đây, một gang này ha. Khoảng 24 cm nè, cây này cao nè anh chị. Rồi, cặp số 15 ha. Rồi, cặp số 15 cũng cặp cuối video hôm nay ha. Em xin chúc quý cô chú anh chị một ngày thật nhiều sức khỏe luôn ha. Rồi, em xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong video sau nha.